Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an vừa có khuyến cáo người dân mua bán được tặng cho xe máy nên làm thủ tục sang tên đổi chủ trước ngày 31 tháng 12, nếu không sẽ bị phạt. Ngày 14 tháng 11, Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo Cảnh sát Giao thông các tỉnh thành thông báo đến người dân và cơ quan đăng ký xe trên địa bàn phải làm thủ tục sang tên xe máy, kể cả xe máy điện đã chuyển nhượng qua nhiều chủ mà không có chứng từ chuyển nhượng hoặc chứng từ chuyển nhượng không đầy đủ. Việc sang tên đổi chủ sẽ thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Kể từ đầu năm sau, theo Điều 30 Nghị định 46, Cảnh sát Giao thông sẽ phạt từ 100 đến 200 ngàn đồng đối với cá nhân và từ 200 ngàn đến 400 ngàn đồng với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không làm thủ tục đăng ký sang tên. Mức phạt này áp dụng cả với hình thức được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển và được thừa kế tài sản.